mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Minh Châu ơi, đồng hành với lại chương trình Món Ngon Mỗi Ngày lâu lắm rồi, chắc Minh Châu biết nhiều món lắm phải không nào? Hôm nay cô phải kiểm tra nghe. Chết rồi quý vị khán giả ơi, Minh Châu chỉ có lên tay nghề nếm thôi, chứ còn... Chết rồi, giờ bị cô Thảo trả bài làm sao đây? Đừng có lo, cô chỉ làm một câu đố về thực phẩm thôi. Hít thở sâu. Thôi rồi, em bình tĩnh rồi, cô Thảo đố đi. Đố Minh Châu biết à, trong những loại đậu thường thường thì người ta nấu chín, có loại đậu nào vừa nấu chín mà vừa có thể ăn sống được? Đó chính là đậu rồng. Trời ơi, trả lời nhanh quá vậy, sao giỏi quá vậy ta? Tại vì cô Thảo để dĩa đậu rồng đây nè. Nhanh quá hèn chi, vậy là Minh Châu ăn gian rồi. Đâu phải ăn gian đâu, tại cô Thảo quên cất chứ bộ. Mà nói vậy chứ em cũng rành về loại đậu này lắm đó nha. Đậu rồng ha được trồng nhiều ở các nước nhiệt đới nè, cận nhiệt đới nè, rất là quen thuộc với người Việt Nam mình. Ăn đậu rồng vào mùa nóng ha còn có thể giúp cho cơ thể giải nhiệt, cảm thấy vui vẻ, khỏe mạnh hơn. Quá giỏi luôn. Như vậy thì nhất định là cô sẽ phải thử cho Minh Châu bằng cách là sẽ giới thiệu với Minh Châu một món ngon chỉ trong tích tắc thôi, chỉ với ba nguyên liệu, đó là món đậu rồng xào tép. Minh Châu nè, đúng với lại tiêu chí là ba nguyên liệu triệu món ngon, cô chuẩn bị có ba nguyên liệu thôi, đó là đậu rồng nè, tép, trứng. Ngoài ra chúng ta còn sử dụng những cái loại gia vị quen thuộc thôi là hành ngò, dầu ăn, nước mắm, tiêu, muối và không thể thiếu bột ngọt Ajinomoto. Minh Châu biết làm sao để mà mình có thể chọn đậu rồng non không? Em không biết đâu, bình thường em toàn lựa mấy trái đậu rồng nhỏ nhỏ vậy nè là phương án an toàn. Cũng không hẳn đâu, có những trái đậu rồng to cũng non. Cái quan trọng là chúng ta phải chọn những trái đậu rồng suông đều và có màu xanh đậm, thì như vậy đậu rồng sẽ không có nhiều xơ và sẽ rất là ngon. Cái này hay nè, chắc chắn là các bà nội trợ sẽ rất quan tâm đến việc chọn đậu rồng non đúng không? Chúng ta chọn trái đậu rồng nè, suông đều như vậy nè, to nhỏ gì không quan trọng, nhưng mà phải có màu xanh đậm, như vậy sẽ ít xơ và là đậu rồng non đó. Giai đoạn cắt đậu rồng thì rất là đơn giản, nhưng mà Minh Châu và quý vị khán giả cũng cần lưu ý là chúng ta sẽ cắt những cái lát xéo như thế này và độ dày nó chỉ khoảng 1cm thôi là vừa. Nếu mà mình cắt mỏng quá đó thì khi xào đậu rồng sẽ bị mềm và không còn độ giòn, và đặc biệt là không còn giữ độ ngọt ở đậu rồng nữa. Em đã nhớ rồi, cái này mà các bà nội trợ không để ý thì sẽ làm cho cái món xào của mình nó bớt ngon đi đúng không cô? Đúng rồi. Quý vị khán giả nhớ lưu ý điều này nha, chúng ta không nên cắt đậu rồng quá mỏng, chỉ khoảng cỡ 1cm giống như cô Thảo hướng dẫn là được rồi. Hành lá thì cô sẽ cắt khúc như thế này. Đậu hành trắng thì mình đập dập đi, sau đó cô sẽ cắt nhỏ ra. Rồi. Trứng gà chúng ta sử dụng 2 cái trứng. Cô sẽ nêm vào đây khoảng một chút xíu tiêu nè, một ít bột ngọt Ajinomoto và khoảng một muỗng cà phê nước mắm. Kế đó thì cô sẽ cho hết cái phần hành lá nãy mình cắt khúc vào. Và bây giờ cô sẽ đánh đều cái phần trứng này lên. Bây giờ cô sẽ bắt chảo lên. Minh Châu nhớ lưu ý là đối với món đậu rồng xào tép này thì chúng ta sẽ cho dầu vào hơi nhiều một chút xíu, là vì nếu mà cho dầu vào nhiều như vậy khi chúng ta xào thì vitamin A và vitamin C trong đậu rồng sẽ được giữ lại rất là nhiều, mà đó cũng là bí kíp cho tất cả các loại rau xanh khi mà chúng ta xào đó. Rồi bây giờ là dầu nóng rồi thì cô sẽ cho hành vào. Khi mà Minh Châu thấy cái phần đầu hành này bắt đầu vàng và thơm rồi thì chúng ta sẽ trút hết phần tép vào. Minh Châu biết không, những con tép này thông thường thì người miền Bắc gọi là tôm á, nhưng mà người miền Nam thì những cái con tôm mà nhỏ nhỏ như thế này thì mình gọi là con tép. Rồi khi chúng ta xào qua như thế này thì Minh Châu thấy là những con tép bắt đầu đổi màu và đỏ cam và săn lại, thì chúng ta sẽ trút hết đậu rồng vào. Và quý vị khán giả cũng nhớ lưu ý là đậu rồng là một loại đậu có thể ăn sống được, và chúng ta muốn giữ độ giòn của đậu rồng thì khi cho vào chúng ta chỉ xào sơ qua thôi chứ không xào quá chín. Và phần trứng thì chúng ta sẽ rưới vào trong cái phần đậu rồng này và đảo thật là đều để cho cái phần trứng nó chín và nó sẽ áo xung quanh những cái nguyên liệu đậu và tép. Bây giờ xong rồi Minh Châu ơi, cô sẽ lấy phần đậu rồng xào với lại tép ra. Minh Châu thấy không, đậu rồng thì màu xanh nha, còn tép thì màu cam. Loáng thoáng một ít những cái phần trứng bọc xung quanh tép với lại đậu rồng. Cuối cùng cô sẽ cho một nhánh ngò rí và rắc thêm một chút xíu tiêu nữa là hoàn tất. Bây giờ cô sẽ gấp cho Minh Châu một con tôm nè, một ít đậu rồng nha. Và không thể thiếu trứng được. Đây, Minh Châu nếm thử. Mà khoan nha, nếu mà chúng ta thích cái vị mặn hơn một chút xíu, có thể dùng kèm với lại nước tương và ớt sắc khoanh thì sẽ rất là phù hợp. Dạ,
Nếu vậy thì còn chờ gì nữa, em phải chấm một ít nước tương Lisa để cảm nhận cái hương vị này mới được. Đậu rồng rồi, bây giờ em sẽ thử tới tép nha. Sao mà cái này khác nhau đến như vậy? Đậu rồng á thì giòn nè, rồi vị rất là tươi mát, còn tép thì lại ngọt nè, mà ăn vào là cảm thấy ngay là rất là đậm đà rồi. Như vậy là ngày hôm nay không chỉ cô Thảo hướng dẫn một món ngon trong tích tắc cho quý vị khán giả chỉ với 3 nguyên liệu thôi, mà cô Thảo còn giúp cho Minh Châu cũng như quý vị khán giả biết được thêm rất nhiều những kiến thức bổ ích về đậu rồng nè, về tép nè, về các dưỡng chất trong món ăn nữa chứ. Chắc chắn là quý vị khán giả đã ghi nhớ tất cả điều này rồi, có đúng không ạ? Như vậy với món đậu rồng xào tép thì với 3 nguyên liệu tép, đậu rồng và trứng, chúc quý vị có một cái bữa ăn ngon miệng và đầy đủ dưỡng chất để mà gia đình cùng thưởng thức. 3 nguyên liệu triệu món ngon. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày trong tháng 11 với chủ đề 3 nguyên liệu triệu món ngon. Chắc chắn hứa hẹn gửi đến quý vị rất nhiều những món ngon và rất dễ thực hiện, lại chỉ trong vòng tích tắc thôi chứ. Quý vị nhớ thực hiện và chia sẻ cảm nhận của mình với chương trình nhé. Hộp thư của chúng tôi là hộp thư số 1, Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về trung tâm tư vấn khách hàng công ty Ajinomoto số 0839308794. Còn bây giờ, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cô Diệu Thảo, Minh Châu xin nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại!